hé lộ nhiều thông tin từ lời khai của các nghi phạm tấn công nhà hát ở Moscow. Ba Lan kích hoạt phòng thủ sau khi tố tên lửa Nga vi phạm không phận. Ukraine có thể sẽ sản xuất HIMARS sau 20 năm nữa. Xin kính chào quý khán giả. Thùy Trang rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Liên quan đến vụ tấn công nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow hôm 22 tháng 3, lực lượng an ninh Nga đã bắt giữ tổng cộng 11 nghi phạm. Bước đầu, các nghi phạm đã khai một phần động cơ và thông tin khác liên quan đến vụ việc. Theo cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB, những kẻ bị bắt giữ bao gồm 4 nghi phạm trực tiếp gây ra vụ tấn công khiến nhiều người thương vong. FSB đánh giá cuộc tấn công đã được lên kế hoạch và bố trí kỹ lưỡng để tối đa hóa thương vong. Cuộc điều tra về vụ việc vẫn đang được tiến hành. FSB cho biết 4 nghi phạm chính bị bắt giữ ngày 23 tháng 3 tại vùng Bryansk của Nga, giáp biên giới Ukraine. Hãng 78.ru đưa tin nghi phạm di chuyển trên chiếc ô tô Renault Symbol Clio màu trắng mà chúng dùng để chạy trốn khỏi hiện trường. Sau một cuộc rượt đuổi bởi cảnh sát Nga, các nghi phạm đã bỏ xe. Một trong số chúng bị bắt ngay tại chỗ, trong khi 3 kẻ còn lại tìm cách trốn trong rừng, dẫn đến cuộc truy lùng quy mô lớn. Sau đó, một số video ghi lại cảnh giam giữ và thẩm vấn nghi phạm đã xuất hiện trên mạng. Hai trong số các video do tổng biên tập kênh RT Margarita Simonian đăng tải. Một video khác do nhà báo Alexander Kost công bố. Kênh Mass Telegram đưa tin một nghi phạm đã bị thương trong cuộc đối đầu với cảnh sát Nga và phải nhập viện. Các quan chức Nga chưa bình luận về thông tin truyền thông đưa về một trong những nghi phạm phải nhập viện. Hiện Nga chưa công bố bất kỳ dữ liệu nào về tên hoặc quốc tịch của 11 nghi phạm. Bộ Nội vụ Nga chỉ xác nhận rằng không có nghi phạm quốc tịch Nga. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Irina Vol nêu rõ, Cục Di cư của Bộ Nội vụ cùng với các đồng nghiệp FSB của chúng tôi đang nghiên cứu cẩn thận lý do lưu trú và thời gian lưu trú trên lãnh thổ Nga đối với từng nghi phạm. Đoạn video thẩm vấn những kẻ tình nghi là thủ phạm cho thấy một trong số chúng nói tiếng Nga không chuẩn và một trường hợp khác trao đổi với cảnh sát thông qua người phiên dịch. Một trong những nghi phạm khai rằng hắn đã đến Thổ Nhĩ Kỳ và mới đến Nga vào đầu tháng 3. Một trong những nghi phạm đã khai khi thẩm vấn rằng những người phụ trách không quen biết và chỉ liên hệ qua Telegram đã chuẩn bị cho chúng một kho vũ khí. Chiếc xe mà nghi phạm sử dụng trong vụ tấn công cũng được cho là đã mua từ một trong những người thân của nghi phạm ngay trước khi xảy ra vụ tấn công. Một trong những nghi phạm khai rằng hắn phạm tội vì tiền. Hãng TASS đưa tin nghi phạm thú nhận được hứa nhận 500.000 rúp, tương đương 5.418 đô la Mỹ và một nửa số tiền này đã được chuyển vào thẻ ghi nợ của hắn trước vụ tấn công. Nghi phạm còn lại khai đang nghe bài giảng của một nhà thuyết giáo trên Telegram một thời gian trước khi bị những kẻ chủ mưu của vụ tấn công tiếp cận vào khoảng 1 tháng trước. Khi bị hỏi thêm về hành vi tại nhà hát Crocus City Hall tối ngày 22 tháng 3, nghi phạm nói hắn được giao nhiệm vụ tấn công gây thương vong. Một số phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin rằng nhóm nhà nước Hồi giáo Khorasan ISIS-K nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nhóm này còn công bố bức ảnh của 4 nghi phạm tạo dáng trên phông nền là lá cờ IS. Bức ảnh được một số phương tiện truyền thông chia sẻ cho thấy 4 người đàn ông đội mũ và che mặt. Trước đó, ISIS-K nhận thực hiện vụ tấn công và đăng tuyên bố trên tài khoản Telegram rằng các chiến binh nhà nước Hồi giáo đã tấn công một cuộc tụ tập lớn của những người theo đạo Cơ đốc ở thành phố Krasnogo ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga, khiến nhiều người thương vong, đồng thời gây ra tàn phá lớn cho nơi này trước khi rút lui về căn cứ an toàn. Hiện Moscow chưa bình luận về tuyên bố của ISIS-K. Trên chiến trường Ukraine, những cuộc giao tranh quyết liệt vẫn đang diễn ra. Ngày 24 tháng 3, lực lượng Nga đã tiến hành một đợt tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Ukraine tuyên bố đã bắn rơi 10 tên lửa trên bầu trời Kiev vào sáng ngày 24 tháng 3. Thị trưởng thành phố Lviv Andriy Sodovyi cho biết có khoảng 20 tên lửa và 7 máy bay không người lái Shahed đã bắn vào khu vực phía tây Ukraine gần Ba Lan nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Quân đội Ba Lan cho biết một tên lửa hành trình của Nga được sử dụng trong cuộc tấn công đã bay vào không phận Ba Lan trong 39 giây. Người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Jacek Siewiera cho biết chính quyền Warsaw đã thông báo cho các đồng minh NATO về vụ việc. Lực lượng vũ trang Ba Lan thông báo quả tên lửa này đã đi vào không phận của Ba Lan gần thị trấn Osedo, Dublin, Voivodeship và ở đó trong 39 giây. Trong toàn bộ đường bay, vũ khí này được hệ thống radar quân sự theo dõi. Bộ chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan thông báo đã điều động máy bay nước này và đồng minh vào đêm ngày 23-24 tháng 3 để đối phó với cuộc tấn công tên lửa của Nga vào Ukraine. Mục tiêu của cuộc điều động là để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan. Quân đội Ba Lan lưu ý rằng Bộ chỉ huy tác chiến đang quan sát hoạt động quân sự của Liên bang Nga. Quân đội Ba Lan cảnh báo mức độ tiếng ồn có thể gia tăng ở phía nam đất nước vì các máy bay đang được huy động. Cuối tháng 12 năm ngoái, quân đội Ba Lan cũng cho biết tên lửa Nga đã bay từ Ukraine vào không phận nước này rồi quay trở lại bên kia biên giới sau gần 3 phút. Ba Lan báo động hệ thống phòng không, radar của Warsaw và đồng minh theo dõi quỹ đạo tên lửa. Sau đó, giới chức Ba Lan đã mở chiến dịch tìm kiếm mảnh vỡ vật thể được cho là tên lửa Nga bay vào không phận nước này. Thời điểm đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg bày tỏ quan ngại về diễn biến tại Ba Lan và cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Andrzej Duda. Ông tuyên bố, NATO cam kết đoàn kết với đồng minh. Chúng tôi đã theo dõi diễn biến và sẽ duy trì liên lạc cho đến khi sự kiện được làm rõ. NATO sẽ tiếp tục cảnh giác. Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu đại diện Nga Andrey Odnos để yêu cầu làm rõ thông tin tên lửa bay vào không phận Ba Lan. Warsaw cũng yêu cầu Moscow chấm dứt mọi hành động tương tự. Chuyên gia quân sự Nga Andrey Koshkin mới đây cho biết, Ukraine đang rất thiếu năng lực, nhân sự và nguồn lực để có thể tự sản xuất hệ thống HIMARS. Nhận định được ông Andrey Koshkin đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố tăng cường sản xuất nhiều loại vũ khí, trong đó có cả HIMARS của Mỹ. Tuyên bố được ông Zelensky đưa ra trong bối cảnh các nước NATO ngần ngại tăng cường hỗ trợ hơn nữa cho Kiev. Tổng thống Ukraine đã chỉ trích các đối tác phương Tây vì sự trì hoãn không thể chấp nhận được trong việc cung cấp hỗ trợ vũ khí mới. Chuyên gia Koshkin nói, những kế hoạch này có thể bắt đầu thực hiện sau 10 đến 15 hoặc thậm chí 20 năm nữa. Đó là một nhiệm vụ rất khó khăn và không phải là việc có thể thực hiện sớm được. Tất nhiên, họ đang cố gắng mở rộng sản xuất quân sự tại địa phương, cố gắng tự cung cấp cho quân đội, nhưng sẽ mất nhiều thời gian để làm chủ công nghệ. Tờ Washington Post viết, Ukraine phải đối mặt với số lượng đạn pháo, đạn và thậm chí cả binh lính ngày càng ít. Washington Post cũng cho biết thêm rằng, tình báo Mỹ dự đoán nước này có thể hết tên lửa phòng không vào cuối tháng 3 năm nay. Chính vì thế, Ukraine đang phát triển các hệ thống phòng không và vũ khí phóng loạt có độ chính xác cao HIMARS. Tuy nhiên, chính một số quan chức Kiev cũng thừa nhận những hệ thống công nghệ cao như vậy còn lâu mới được sản xuất ở Ukraine. Ukraine được cho là đang hợp tác với các công ty phương Tây như Heimat của Đức và BAE System của Anh để phát triển vũ khí trong nước. Ngoài ra, Kiev còn hợp tác với Pháp nhằm phát triển xe tăng nội địa. Tháng trước, công ty Heimat đã đồng ý thành lập một liên doanh tại Ukraine để sản xuất đạn pháo 155mm và thuốc phóng. Tuy nhiên, điều này khó có thể thành hiện thực cho đến nửa cuối năm nay. Ông Andrey Koshkin cho biết, phương Tây quan tâm đến việc phát triển sản xuất quân sự ở Ukraine, bao gồm sản xuất đạn pháo 122, 152, 155mm, vũ khí nhỏ và lựu đạn. Họ thậm chí còn muốn mở rộng sản xuất xe tăng. Nhưng đây là một vấn đề gây tranh cãi, vì hiện tại Paris và Berlin không thể quyết định xem nên chọn loại xe tăng nào làm xe tăng chiến đấu chủ lực cho châu Âu. Vị chuyên gia Nga đang đề cập đến một dự án xe tăng chung giữa Đức và Pháp, trong đó xe tăng Leopard của Đức và Leclerc của Pháp sẽ được thay thế bằng xe tăng chiến đấu chủ lực MGCS. Tuy nhiên, giữa các công ty liên quan vẫn đang có sự cạnh tranh. Năm ngoái, giám đốc điều hành Armin Papperger của nhà sản xuất vũ khí Đức Rheinmetall AG tuyên bố rằng công ty dự kiến sẽ chế tạo xe bọc thép đầu tiên ở Ukraine vào đầu năm 2024. Thỏa thuận với Kiev bao gồm việc chế tạo xe vận tải bọc thép Fuchs và xe chiến đấu bộ binh Lynx. Khi đó, chính tờ Washington Post cũng cho rằng dự án này rất đáng nghi ngờ nhưng có thể hấp dẫn về mặt rửa tiền. Chuyên gia Koshkin nhấn mạnh, tất nhiên, phương Tây muốn thấy toàn bộ cơ sở sản xuất được xây dựng trên lãnh thổ Ukraine nhưng có những khó khăn. Mặc dù Heimat hứa sẽ xây dựng một cơ sở sản xuất xe tăng vào mùa hè, nhưng sau đó họ đã đẩy lùi thời hạn. Cho đến nay, tất cả những điều này vẫn chưa vượt qua được giai đoạn cố gắng và khát vọng. Phương Tây chưa xây dựng được những năng lực sản xuất thực sự như vậy và Ukraine cũng không có chống. Đề cập đến việc liệu các nước phương Tây có sẵn sàng chuyển giao công nghệ sản xuất quân sự của họ cho Ukraine từ quan điểm an ninh hay không, chuyên gia này cho rằng ở một mức độ nào đó, một số công nghệ lỗi thời nhất định có thể được chia sẻ. Chuyên gia Koshkin nói, nhưng sẽ có một cảnh báo cụ thể rằng họ sẽ nằm dưới sự kiểm soát của phương Tây và việc sản xuất này sẽ chỉ dành riêng cho cuộc xung đột ủy quyền này. Tuy nhiên, phương Tây sẽ không chuyển giao những công nghệ cao, tốn kém hoặc đầy hứa hẹn hơn, bởi vì họ hoàn toàn không tin rằng họ sẽ có thể kiểm soát Ukraine. Về danh sách vũ khí mà Ukraine hiện có thể tự sản xuất, cần lưu ý rằng ở mức độ lớn, nền kinh tế và tổ hợp công nghiệp quân sự của đất nước đang trong tình trạng sụp đổ. Ông Koshkin lưu ý rằng Ukraine đang cố gắng sửa chữa thứ gì đó, hiện đại hóa thứ gì đó từ thời Liên Xô, tự sản xuất thứ gì đó. Nhưng quan trọng nhất lúc này là họ cần tổ chức sản xuất đạn pháo 155mm theo chuẩn NATO. Chuyên gia Nga cho biết thêm, vấn đề là những quả đạn này dành cho các hệ thống của phương Tây. Điều này đòi hỏi một quy trình sản xuất phức tạp mà Ukraine vẫn chưa sẵn sàng. Hơn nữa, họ thiếu nhân lực được đào tạo. Đừng quên rằng, trong số những thợ máy, có đến quá nửa đã nhận được lệnh triệu tập quân dịch. Khi xung đột ủy nhiệm kéo dài, các nước phương Tây đang làm giàu thêm cho tổ hợp công nghiệp quân sự của họ trước sự thiệt hại của Ukraine. Có thể có hai mô hình tương tác giữa Ukraine và các nước phương Tây trong lĩnh vực sản xuất quân sự ở nước này. Chuyên gia Koshkin nhắc lại, Ukraine có thể được phép sản xuất thứ gì đó một cách độc lập hoặc sản xuất vũ khí cùng với các quốc gia, công ty nước ngoài khác, nhưng điều này không hề đơn giản và dễ thực hiện. Ông Koshkin nhấn mạnh, Nga liên tục thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào mọi thứ có thể làm tăng khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang Ukraine. Vũ khí do các nước phương Tây cung cấp cũng là mục tiêu của Nga.